Người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhắc đến câu lạc bộ Cadiz khi đội bóng này đón tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên sang tập huấn. Tối qua, 26 tháng 9, đội bóng của giải La Liga Tây Ban Nha vừa đăng ảnh chào mừng cầu thủ Việt Nam đến với câu lạc bộ. Câu lạc bộ Cadiz thành lập năm 1910, có trụ sở tại thành phố Cadiz, Tây Ban Nha. Sân nhà của đội bóng này là Nuevo Mirandilla với sức chứa hơn 20.000 chỗ ngồi. Cadiz không phải đội bóng lớn ở xứ sở đấu bò. Câu lạc bộ này mới có 16 mùa giải chơi ở đấu trường hạng cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha La Liga. Cadiz trải qua nhiều lần lên xuống hạng, lần gần nhất thăng hạng là mùa giải năm 2020-21 và trụ lại đến hiện tại. Ở mùa giải năm 2022 đến năm 2023, Cadiz xếp hạng 12 chung cuộc tại La Liga. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử của đội bóng này. Giai đoạn năm 2020 đến năm 2022, Cadiz trở thành hiện tượng khi liên tục ngáng đường các ông lớn là Barcelona và Real Madrid. Trong giai đoạn này, họ thắng 2 trận, hòa 2 trận và chỉ thất bại 1 La Pen trước Barcelona. Trong khi đó, đội chủ sân Nuevo Mirandilla thắng 1 trận, hòa 2 trận trong 5 lần chạm trán Real Madrid. Mùa này, Cadiz đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng sau 6 vòng đầu tiên. Họ mới thắng 2 trận trước Alep và Villarreal, ghi 6 bàn và thủng lưới 8 lần. Ông Sergio González đang là huấn luyện viên trưởng của Cadiz. Ông là cựu tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha. Trong quá khứ, ông khoác áo hai đội Espanyol và Deportivo La Coruña. Khi ấy, hai câu lạc này vẫn còn là thế lực ở xứ sở đấu bò bên cạnh Barcelona và Real Madrid. Sự nghiệp cầm quân của ông Sergio González chưa có nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, ông đã giúp Cadiz với lực lượng không được đánh giá cao trụ hạng 2 mùa liên tiếp kể từ khi về nắm quyền tháng 1 năm 2022. Hoàng Vĩnh Nguyên ra mắt câu lạc bộ Cadiz. Cadiz từng là điểm dừng chân của một số ngôi sao nổi tiếng như Diego Tristan, Daniel Giza, Carlos Caballero hay Bartolomé Popeche. Cầu thủ nổi tiếng nhất trong đội hình Cadiz hiện tại là Alvaro Negredo. Anh này từng thi đấu cho Real Madrid, Manchester City, Sevilla và Valencia. Tuy nhiên, ngôi sao đắt giá nhất trong đội lại là thủ môn Jeremias Ledma. Cầu thủ người Argentina được Transfermarkt định giá 8 triệu euro. Maxi Gomez xếp sau với 7 triệu euro. Hoàng Vĩnh Nguyên sẽ có cơ hội tập luyện cùng đội chính của Cadiz. Tuy nhiên điều đó chỉ xảy ra nếu anh thể hiện tốt trong thời gian tới. Hiện tại, tiền vệ từng được gọi lên U23 Việt Nam sẽ tập huấn ở đội B trong 5 tuần.